Xin chào nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, ngay từ những lời thơ đầu tiên trong bài thơ Tổ quốc thì người đọc nhận thấy là ông sử dụng rất nhiều hình tượng để so sánh cái sự mất mát của các bậc tiền nhân đối với nền độc lập dân tộc, trong đó có các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa. Vậy thì thông qua những hình tượng đấy thì ông muốn gửi gắm điều gì đến độc giả? Khi nói về cái sự hy sinh, cái cống hiến, cái công ơn của các cái bậc tiền nhân ấy, đã lấy mồ hôi, lấy máu, nước mắt của mình để bảo vệ và xây dựng đất nước trong bao nhiêu đời qua, hàng nghìn năm qua, thì tôi nghĩ là cái máu xương chúng ta đã đổ xuống, của tiền nhân đã đổ xuống cũng cao hơn cả núi dãy Trường Sơn và còn nhiều hơn cả nước sông của Hồng Ngài, Cửu Long cộng lại. Nhưng mà điều này cũng không ngoa một chút nào, bởi vì cái vị thế của đất nước nằm bên bờ biển Đông, một cái địa chiến lược như thế ấy, thì chúng ta đã chống chọi hàng trăm cuộc xâm lược lớn nhỏ. Nhạc sĩ Lê Quang đã sáng tác bài thơ Tổ quốc thành bài hát cùng tên. Vậy thì sự giao thoa giữa thơ và nhạc đã nâng lên niềm tự hào dân tộc như thế nào? Nhạc sĩ Lê Quang bảo tôi sẽ phổ nhạc để bài thơ này có thể có thêm một cái cách mới để đến với công chúng. Bài hát này được vang lên trong kỳ năm 2015. Năm đấy là, và cuối năm đấy ấy, thì Báo Thanh Niên có tổ chức một cái cuộc thi viết ca khúc là Tôi yêu Tổ quốc tôi. Thế thì cái bài này là không gửi đi dự thi, nhưng mà này làm Báo Thanh Niên lại chọn cái bài này trở thành một cái bài mở đầu cái cuộc thi đó, cái lễ trao giải. Và lúc đấy thì tôi lại đang đi ở công tác ở Cao Bằng, ở một cái nơi non nước trùng trùng của đất nước, ở cái địa đầu của phía Bắc ấy. Nghe cái bài này biểu diễn ở trên truyền hình ấy, và trên phát thanh ấy, thì lúc đấy mình thấy xúc động vô cùng. Những nỗi niềm đau đáu về Trường Sa, Hoàng Sa và một nền hòa bình chưa trọn vẹn được thể hiện qua bài thơ Tổ quốc và một số sáng tác của ông trong thời gian gần đây như là Thao thức Trường Sa. Vậy đấy có phải là một lời nhắn nhủ, nhắc nhở tới thế hệ trẻ ngày hôm nay không ạ? Chẳng thể dìu nỗi rạch gầm xoài mút, hiền lương khâm thiên, sơn mỹ thổ chu, máu vị xuyên gạc ma bầm chát, vạn nghĩa trang hương khói nguyện cầu. Những cái hình ảnh như thế, những câu chuyện như thế đều gây cho chúng ta một cái nỗi xúc động. Nhưng mà đồng thời cũng là một cái niềm tự hào rất lớn, là vì bao nhiêu thế hệ người Việt Nam sẵn sàng lấy máu của mình để mà giữ cho được độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Cho nên là cái kết thúc cái bài thơ này thì tác giả còn nói rằng là ôi Tổ quốc biên cương chưa yên giấc, đêm quặn lòng máu thịt Hoàng Sa. Hoàng Sa là máu thịt của Việt Nam, phải nói là quằn lòng chứ. Ai cũng quằn lòng, ai cũng mong muốn đến một cái ngày nào đó. Trường Sa, Hoàng Sa, cái mảnh đất Hoàng Sa đấy, cái phần máu thịt của đất nước ấy, sẽ về với đất mẹ. Một lần nữa, xin cảm ơn những chia sẻ của ông.